Cùng thầy dạy văn kết bài nâng cao vợ chồng A Vũ ngữ văn lớp 12 về mặt nội dung qua tác phẩm vợ chồng A Vũ, tác giả lên án bè lũ thực dân, chúa đất độc ác, dã man tàn bạo, bày tỏ sự cảm thông, thấu hiểu nỗi thống khổ của người dân nghèo miền núi và tái khẳng định sức sống ngoan cường, khát vọng tự do và tiềm tàng ở người lao động. Qua tác phẩm này, nhà văn còn phản ánh quá trình đấu tranh từ tự phát đến tự giác, chỉ ra con đường đấu tranh để giải phóng người dân miền núi dưới ách áp bức bè lũ thực dân phong kiến. Về mặt nghệ thuật, thứ nhất đó là nghệ thuật miêu tả phong tục tập quán của Tô Hoài rất đặc sắc, với những cảnh riêng, nét riêng như cảnh sự kiện, không khí lễ hội mùa xuân, những trò chơi dân gian, tục cướp vợ, cảnh cắt máu ăn thề. Về mặt nghệ thuật miêu tả thiên nhiên miền núi với những chi tiết hình ảnh thấm đượm chất thơ. Về nghệ thuật kể chuyện, khả năng đó là rất tự nhiên, sinh động, hấp dẫn. Chuyện có kết cấu bố cục chặt chẽ, hợp lý, dẫn dắt những tình huống đan xen, kết hợp một cách khéo léo và tạo sức lôi cuốn. Về nghệ thuật xây dựng nhân vật cũng rất thành công. Mỗi nhân vật được sử dụng bút pháp là khác nhau để khắc họa tính cách khác nhau, trong khi họ lại có số phận giống nhau. Tác giả miêu tả về ngoại hình, tâm lý và những dòng ký ức chập chờn, suy nghĩ thầm lặng để khắc họa nỗi đau khổ và sức sống của Mỹ. Còn A Vũ thì miêu tả ngoại hình, hành động và những mẩu đối thoại ngắn để thấy được tính cách giản đơn của nhân vật này. Ngôn ngữ tinh tế mang đậm màu sắc của miền núi, giọng điệu chân thuật có sự va trộn giữa giọng người kể với giọng của nhân vật nên tạo ra chất trữ tình của tác phẩm. Chúc các bạn thành công!